Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Các bạn thân mến, tạm gác lại những đau thương trong quá khứ, Việt Nam và Trung Quốc hiện nay vừa là hai nước láng giềng, núi sông liền kề, vừa là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, chung sống hòa bình, ổn định. Mặc dù vậy, phía Trung Quốc dường như vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ những toan tính tham lam, vị kỷ của mình đối với tiểu bá An Nam. Bằng chứng là những năm qua, vùng biển đảo ngoài khơi xa của Việt Nam liên tục dậy sóng, căng thẳng vì những chiêu trò khiêu khích, hống hách từ phía láng giềng Trung Quốc. Song điều đáng nói là thái độ ngang ngược của Bắc Kinh không chỉ thách thức lòng yêu nước của người Việt Nam mà còn gây chướng tai gai mắt cho cả cộng đồng quốc tế. Điều này đặt ra một tình huống giả định rằng, ngay cả khi Trung Quốc muốn đẩy cao trào cuộc tranh chấp lên thành cuộc tấn công Việt Nam, thì Việt Nam vẫn sẽ không đơn thương độc mã. Vậy thì trong trường hợp Trung Quốc thực sự chĩa mũi tấn công vào Việt Nam, những nước nào sẽ đứng về phía Việt Nam và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta? Video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn khán giả tìm câu trả lời nhé! Liên tiếp từ nhiều năm qua, không khó để chỉ mặt đặt tên hàng loạt hành động hung hãn của Trung Quốc quấy nhiễu Việt Nam ở Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của chúng ta. Từ việc hạ đặt giàn khoan trái phép ở khu vực thềm lục địa của Việt Nam, vây bắt, xua đuổi, đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam, ngang nhiên xây cất những công trình trái phép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của chúng ta, cho đến hành vi tự ý phát hành bản đồ nhằm ý định nuốt trọn Biển Đông. Năm 2019, Trung Quốc đã cho tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng nhiều tàu hải cảnh và tàu dân quân biển xâm phạm vùng biển của Việt Nam tới hơn 100 ngày trời. Bắc Kinh cũng thường xuyên điều động quân đội tập trận ở Biển Đông, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, bức xúc. Và cách đây mấy tháng, hơn 200 tàu cá của nước này còn hạnh hoẹ khu vực cụm đảo Sinh Tồn và đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của chúng ta tới hàng tuần lễ đánh bắt bất hợp pháp hàng trăm kg thủy hải sản mỗi ngày. Thậm chí ngay cả khi toàn nhân loại đang dồn mọi nguồn lực ngăn chặn đại dịch Covid-19 vốn xuất phát đầu tiên từ chính Trung Quốc, thì nước này lại thừa nước đục thả câu, tự tiện công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của 25 đảo đá và 5 nhập thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông. Trong đó, nhiều thực thể nằm trong quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, thậm chí cả những bãi cạn sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Với lợi thế đất rộng, người đông, lại lắm tiền của, nhiều vũ khí, ván cờ trên Biển Đông được cho là có phần nghiêng về Trung Quốc. Do vậy, nếu Bắc Kinh nghĩ rằng việc đối phó với một tiểu bá An Nam là chuyện dễ như trở bàn tay, thì đây quả thực là một sai lầm cực kỳ lớn. Bởi điều tuyệt vời là Việt Nam chưa bao giờ đơn độc trong cuộc chiến chính nghĩa này. Việt Nam luôn có một cộng đồng quốc tế hùng hậu, đông đảo ủng hộ, hậu thuẫn từ phía sau. Và trong các quốc gia ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông, thì Hoa Kỳ chính là một thế lực đáng gờm và là một đối trọng cực kỳ nặng ký mà Trung Quốc không thể chủ quan. Thực tế thì Mỹ cũng đã nóng mắt với Trung Quốc từ lâu khi mà đất này luôn tìm cách lấn lướt ở khu vực, nhất là trong việc tranh giành Biển Đông ngang ngược vô lý. Trong khi đó lại ấn tượng sâu sắc cũng như là dành nhiều sự nể trọng đối với lập trường tự chủ, độc lập và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của chính phủ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ từng nhiều lần lên án việc Trung Quốc liên tục có những hành động vì can thiệp vào các hoạt động dầu khí của Việt Nam, cũng như việc tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, khẳng định đây là vấn đề cực kỳ quan ngại, yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt mọi hành vi bắt nạt và kiềm chế tham gia vào các hoạt động khiêu khích gây bất ổn. Kể từ khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ tới nay, Việt Nam trở thành một thế lực có vị thế quan trọng trong cán cân Mỹ-Trung. Đối với Mỹ, Việt Nam trở nên hùng mạnh thì sự răn đe của Trung Quốc sẽ giảm bớt đi. Do đó, không cần phải nói nhiều, Mỹ hẳn sẽ dành một lá phiếu ủng hộ cho Việt Nam trong cuộc chơi ở Biển Đông. Bên cạnh Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng là đất nước sẵn sàng hợp tác với Việt Nam tại các diễn đàn ủng hộ Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Bản thân Nhật Bản cũng là đất nước có những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại quần đảo Shikoku trong nhiều năm nay. Cho nên hơn ai hết, nước này thấu hiểu rõ những chiêu trò sách lược phi lý mà chính quyền Bắc Kinh tô vẽ ra để hạnh hoẹ, nhũng nhiễu Việt Nam, Nhật Bản hay nhiều quốc gia khác có cùng chung lợi ích trên Biển Đông.
chứng kiến vụ việc Trung Quốc lừa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến vào vùng độc quyền kinh tế và thêm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam, Nhật Bản đã mạnh mẽ khẳng định đây là một hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh Biển Đông và khu vực. Do đó, Trung Quốc là thành viên của Liên Hợp Quốc thì không có lý do gì lại được phép sai phạm điều luật này. Tokyo còn lập luận thêm rằng Trung Quốc không những xâm phạm vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, mà gần đây còn liên tục gia tăng những hành động quân sự hóa ở Biển Đông, gây kích động chiến tranh, coi thường luật pháp và dư luận quốc tế. Tuy nhiên, sự đối lý của Bắc Kinh nằm ở chỗ Việt Nam luôn có đầy đủ chứng cứ và năng lực để kiện nước này ra tòa án quốc tế, giống như Philippines đã từng hành động trước đó. Cùng với những phát ngôn đanh thép, Tokyo còn thể hiện lập trường ủng hộ của mình trong việc trao tặng và viện trợ không hoàn lại cho các lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam. Một số tàu chiến công nghệ tối tân hàng đầu thế giới hiện nay, sức bám biển dài này giúp Việt Nam tăng cường năng lực phòng thủ trên mặt trận biển đảo. Nhấn mạnh sự ủng hộ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tuyên bố mạnh mẽ, quyết liệt phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc liên quan tới vấn đề này. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ Việt Nam nhận được lợi ích từ Biển Đông, điều này cũng đồng nghĩa không chỉ một mình Việt Nam bị Trung Quốc chèn ép tranh chấp miếng bánh béo bở này, điển hình có Philippines. Song dẫu tiềm lực còn nhỏ bé hơn Trung Quốc nhiều, thì nước này cũng chưa bao giờ ngao ngán việc phải đối đầu với các mánh khóe trắng trợn của Bắc Kinh trên biển. Cho nên, giả sử có trường hợp xung đột giữa Trung Quốc-Việt Nam nổ ra, thì tin chắc rằng Philippines cũng sẽ là một trong số những người anh em sẵn sàng giúp sức và ủng hộ Việt Nam trong thế trận này. Nói về kinh nghiệm đối phó với quân đội Trung Quốc trên biển, thì Việt Nam và Philippines hẳn là 1-9-1-10. Bãi cả Scarborough của nước này từng là khu vực tranh chấp nảy lửa giữa Trung Quốc và Philippines, thậm chí họ còn phải lôi nhau ra tòa để mà phân định thắng bại. Mặc dù tới nay tầm ảnh hưởng của phiên tòa khi đưa ra phán quyết cuối cùng vào năm 2016 có vẻ chưa được mạnh mẽ cho lắm, và Trung Quốc thì vẫn đang không ngừng gia tăng căng thẳng, âm mưu toan tính chiếm giữ bãi đá này, thì nó vẫn cho thấy một Philippines quyết liệt đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Philippines từng nhiều lần ra mặt thể hiện thái độ ủng hộ Việt Nam, phản đối gay gắt các hành vi coi thường luân thường đạo lý của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Ngay khi sự việc Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố thành lập chính quyền huyện Tây Sa và Nam Sa để quản lý trái phép hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, quan chức Philippines đã lập tức kêu gọi chính phủ quyết liệt phản đối hành động này, cáo buộc Trung Quốc là xấu, tính thừa nước đục thả câu khi lợi dụng thời điểm các quốc gia đang phải gồng gánh chống dịch Covid-19 để theo đuổi những yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Hay như vụ hơn 200 tàu cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm trong lãnh hải đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vừa qua, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Neflin Lorenzana đã chỉ trích thói đạo đức giả. Nó một đằng là một nẻo của Bắc Kinh bằng lập luận, chỉ kẻ ngu mới tin là Trung Quốc không làm gì cả ở khu vực đá ba đầu. Với thái độ cương quyết như vậy thì khó gì mà Philippines lại không giành một phiếu ủng hộ và sẵn sàng chung chiến tuyến với Việt Nam chúng ta, phải không nào các bạn? Các bạn thân mến, trên thực tế bao nhiêu năm nay, dẫu Trung Quốc có liên tục tạo sóng ở vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cũng như là khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, chúng ta vẫn kiên trì với giải pháp hòa bình để giải quyết mọi bất đồng xung đột. Chúng ta không liên minh liên kết với bất kỳ một thế lực nào để chống lại Trung Quốc, nhưng điều quý giá là Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cùng chung tư tưởng, cùng chung chiến tuyến, và đó chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để Việt Nam có thêm sức mạnh vững vàng trước mọi cơn sóng dữ ngoài khơi xa, giúp những người lính hải quân Việt Nam luôn chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị của Tin Mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.